chào các bạn, ở đây mình đang có Galaxy S9, cái smartphone mà được rất là nhiều người đang chờ đợi ở Việt Nam. Thì Galaxy S9 là một trong những cái smartphone mang rất là nhiều những cái điểm đặc biệt của Samsung và những tính năng mới mà họ giới thiệu, bao gồm có 3 điểm là mình đánh giá cao nhất, đó là cái khả năng điều chỉnh khẩu độ từ 1.5 và 2.4. Một tính năng thứ hai đó là AR Emoji, thì nó sẽ tạo ra những hình, nhân vật hoạt hình dựa trên cái bản đồ khuôn mặt của chúng ta. Thì tí nữa mình sẽ demo cho các bạn xem. Và cuối cùng đó là cái mà 960 frame mỗi giây, tức là chúng ta quay super slow motion. Thì nó như thế nào và hoạt động ra sao thì mình sẽ giới thiệu với các bạn từng cái một trong video này, để các bạn có thể nắm rõ hơn những cái chi tiết mới trên Galaxy S9. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chế độ chuyên nghiệp và điều chỉnh khẩu độ ở 1.5 và 2.4 để xem chúng làm được gì và cái chất lượng như thế nào. Khi mà các bạn mở camera của Galaxy S9 lên, mặc định nó sẽ vào trong phần auto. Thì auto chúng ta có thể chỉ đơn giản là đưa lên chụp thôi, quẹt lên nó sẽ quay lại chế độ selfie. Cái này nó không có gì đáng nói cả. Như lúc nãy mình nói thì chúng ta sẽ đến với chế độ Pro. Thì Pro ở đây khi mà các bạn chỉnh những cái thông số như trước giờ chúng ta vẫn chỉnh, thì mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn, sát hơn ở cái phần này. Đầu tiên chúng ta chỉnh EV, White Balance, chỉnh khả năng AF, đó là lấy nét. Rồi ở đây có một số những cái filter màu. Rồi ở dưới cùng đó là cái ISO. Và đây chính là cái chỗ mà chúng ta đang nói tới. Đó là cái chỗ để chỉnh cái shutter speed cũng như là cái khẩu độ. Thì các bạn thấy ở đây là cái nó đang để là 1.5. Đấy. Thì bây giờ nếu mà mình muốn chuyển sang 2.4 thì chúng ta bấm vào đây. Nó sẽ chuyển sang 2.4. Thì khi mà các bạn chuyển sang 2.4 thì ảnh chắc chắn nó phải nét hơn so với 1.5, và 2.4 sẽ phù hợp nhất khi mà các bạn chụp ảnh ở ban ngày, còn 1.5 thì các bạn chụp ảnh ban đêm tốt hơn. Đây. Đây là 1.5. Đây là 2.4. Thì mình sẽ xoay camera lại để cho các bạn xem được là cái cách mà cái camera này nó thay đổi cái khẩu độ như thế nào. Các bạn nhìn kỹ vào trong camera nhé. Mình sẽ bấm ở hai cái chế độ khác nhau. Đây là 1.5. Còn đây là 2.4. Các bạn thấy cái thấu kính của nó thay đổi rất là rõ ràng, giống như họ thay cái thấu kính đi vậy. Đó, có sự thay đổi. 1.5 2.4. Thì khi mà các bạn thay đổi cái thấu kính như vậy, chúng ta sẽ có được chất lượng hình ảnh tốt hơn khá là nhiều. Bây giờ giả dụ như mình đang chụp ở 2.4 1/60 giây, giờ mình chuyển sang mình chụp ở 1.5, chắc chắn cái hình này nó sẽ sáng hơn. Thì trong cái điều kiện ánh sáng bình thường như thế này, mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác nhau. Đây là một cái tấm ảnh mình chụp ở cái khẩu độ là 2.4 và thời gian chụp của nó là 1/100 giây. Còn với một tấm ảnh mình chụp ở cái khẩu độ 1.5 thì cái thời gian của nó được tăng lên là 1/186 giây. Đây là tất cả những gì mà máy nó sẽ tự động nó canh chỉnh để chúng ta có được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất dựa trên cái cấu hình của máy. Thì cái sự khác biệt nó vào ban ngày thì nó không có khác biệt rõ, còn ban đêm thì nó sẽ khác biệt rất là rõ ràng. Mình có một số ảnh mình sẽ cho các bạn xem. Mình đã chụp ở trên cái Galaxy S9 này và mình cảm thấy rất là ngạc nhiên với cái khả năng chụp ảnh của nó. Đó. Một tấm mình chụp ở 2.4, một tấm mình chụp ở 1.5. Thì cái sự khác biệt khi mà các bạn xem ở trên này nó sẽ không rõ ràng. Thì mình sẽ post cái hình này lên trên video để các bạn xem, giống như là các bạn đang xem ở đây. Thì các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa 1.5 và 2.4. Đó. Đó là nó sẽ thu sáng tốt hơn. Đi đến cái thứ hai mà mình muốn nói, đó là cái AR Emoji. AR Emoji thì các bạn, đơn giản là nếu mà các bạn đã biết về những cái công nghệ định dạng khuôn mặt ở trên cái iPhone 10 rồi, thì cái này cũng tương tự như vậy. Mình sẽ quay sang camera selfie để mình làm cho các bạn xem. Bây giờ đang ở selfie, mình bật qua AR Emoji. Thì ngay lập tức cái khuôn mặt của mình nó được biến đổi. Và khi mà mình mấp môi, mình nói chuyện với các bạn, thì cái nhân vật ở trong này cũng sẽ mấp môi như vậy luôn. Bây giờ mình đổi sang hình cái nhân vật này, hoặc là nhân vật này. Hoặc là các bạn không thích những cái nhân vật này, các bạn có thể tự tạo cho mình một cái nhân vật. Đây là cái nhân vật mà mình đã tạo. Các bạn có thể remove nó đi, tạo một cái mới. Giờ mình sẽ tạo một cái mới cho các bạn xem. Tháo kính ra. Rồi. Như vậy thì nó sẽ tự động nó tìm, chúng ta chọn male hoặc là female, nó là nam hoặc nữ, rồi nó sẽ tự động nó làm khuôn mặt của chúng ta gần giống nhất. Đó.
Thì khi mà vào đây các bạn có thể điều chỉnh cái skin tone nè, cho nó sáng tối gì đó. Thích da đen, thích một anh da đen thì chúng ta có thể làm anh da đen. Còn nếu không là để bình thường như thế này. Này là khuôn mặt nó hơi nữ tí, còn này khuôn mặt nam, nó gần giống như mình nhất. Rồi kiểu tóc, chúng ta có thể chọn kiểu tóc đó. Nó sẽ tự động xác định cái kiểu tóc gần và đúng nhất với chúng ta. Đây là cái kiểu kính đó. Tùy theo các bạn chọn thôi. Đây trang phục. Đây, mình thích thì mình thích cái trang phục nó thoải mái như vậy. Ok. Sau khi mình ok rồi thì nó sẽ có những cái gì? Nó sẽ tạo ra một loạt những cái hình ghép khác nhau về những cái trạng thái khác nhau mà các bạn sử dụng trên này. Và các bạn sẽ vào trong cái gallery để các bạn thấy rõ cái đó nhất. Đây. Đó. Đó. Như vậy. Từ cái hình của chúng ta, nó không giống hoàn toàn, tuy nhiên thì nó cũng tạo ra một cái gì đó mới mẻ và nó vui vẻ hơn. Nên chúng ta có thể sử dụng cái hình này để gửi qua Facebook Messenger hoặc là gửi cho một số những người bạn của chúng ta. Đó. Cái này ứng dụng khá là nhiều thì chúng ta có thể sử dụng để làm rất là nhiều cái với cái emoji này. Các bạn chọn vào đây. Đó, nó nghe lập tức nó thay đổi, hoặc là chọn thế này. Đó, nó thay đổi ngay. Thì khi mình mấp môi mình nói chuyện cũng vậy. Nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó, đây là những cái thú vị mà Samsung họ mang đến trên Galaxy S9. Rồi, một cái cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó là cái Super Slow Motion. Super Slow Motion này nó sẽ giống như những gì mà Sony họ đã làm trên cái Xperia XZS hay là XZ Premium. Chúng ta sẽ có hai chế độ là Auto và Manual, tức là tự động và thủ công. Thì nếu các bạn chọn vào trong thủ công, các bạn sẽ bấm quay. Rồi chờ tới khi nào mà chúng ta có một cái hành động nào đó, chúng ta bấm vào đây một cái thì nó sẽ tự động thu lại hình ảnh đó với chất lượng 960 frame. Còn những cái thông thường thì vẫn là 30 frame hoặc là 60 frame thôi. Hoặc là các bạn có thể chọn auto. Thì auto khi nào mà nó dò thấy một cái chuyển động nào đó, nó sẽ tự động nó quay slow motion. Đó, quay đi. Nó đang chờ một chuyển động của một người nào đó hay là một cái nhân vật, một cái chủ thể nào đó ở trong cái khung ảnh, thì nó tự động nó quay slow motion. Thì hồi nãy mình có thử với cái bình nước này. Đây, cái bình nước này, hôm nay mình có bật ra. Thì các bạn thường á, chúng ta sẽ thấy là nó như vậy. Đó, nó bật ra như thế này và chúng ta sẽ thấy không có rõ được là chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ không thấy rõ là cái bình nó bật ra như thế nào. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử lại cho các bạn xem cái đó. Để tiết kiệm thời gian để các bạn có thể theo dõi cho nó chính xác hơn thì mình làm cái này nhanh hơn tí. Đó, rồi. Đây là cái mà các bạn sẽ nhìn thấy khi mà các bạn chọn. Đó, mình lại ha, mình làm lại cái cho các bạn xem. Đó, đây là cách mà 960 frame nó sẽ làm việc. Qua những cái chi tiết mà mình trải nghiệm trên camera của Galaxy S9, mình vẫn chưa thể kết luận ngay về chất lượng hình ảnh cũng như chất lượng video của nó như thế nào. Thì các bạn chờ mình trong cái bài đánh giá chi tiết Galaxy S9. Mình sẽ ra mắt vào ngày 8 hoặc là ngày 9 tháng 3, chậm nhất sẽ là ngày 9. Thì khi đó mình sẽ có những cái nhận định rõ ràng hơn về camera của Galaxy S9. Mặc dù là trên cái trang DSO bây giờ đang chấm Galaxy S9 Plus đang là top 1, cao nhất. Nhưng mà mình sẽ còn cần nhiều cái trải nghiệm hơn để mình trải nghiệm thử và để xem là cái camera của Galaxy S9 nó có chất lượng hình ảnh như thế nào. Mình sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn nhiều hơn trong cái video khác, trong cái video đánh giá Galaxy S9 và S9 Cộng tại Mai Nguyên. Mọi thông tin chi tiết khác các bạn có thể truy cập www.samanguyen.vn để xem những cái thông tin về Galaxy S9 cũng như Galaxy S9 Cộng và các phần quà dành cho những người đặt hàng trước tại Mai Nguyên đều có trên cái website. Thì các bạn có thể lên đó để xem thêm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.